con đang theo dõi cảnh báo dịch hại. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Thưa bà con, hôm nay ngày 4 tháng 12, mở đầu bản tin là thông tin về tình hình gieo xạ tại các tỉnh trong vùng. Theo đó, thông tin từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật các tỉnh phía Nam, vụ lúa đông xuân 2022-2023 hiện đã xuống giống được 612.262 ha với các giai đoạn sinh trưởng. Giai đoạn mạ 292.389 ha, đẻ nhánh 149.268 ha, đồng trổ 128.106 ha, chín 41.600 ha và thu hoạch là 899 ha. Về tình hình sâu bệnh hại trong tuần qua, vùng đã ghi nhận có 60.845 ha lúa của bà con bị các đối tượng sinh vật gây hại. Cụ thể, rầy nâu, diện tích nhiễm rầy nâu là 5.407 ha, tăng 4.515 ha so với tuần trước. Mật số rầy nâu trên đồng phổ biến từ 750 tới 1.500 con trên mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm rầy nâu như Long An, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Tiền Giang. Bệnh đạo ôn. Đạo ôn lá, toàn vùng có 4.674 hecta lúa của bà con đang bị nhiễm bệnh, giảm 1.231 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 tới 15%, phổ biến ở các tỉnh như Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau và Bến Tre. Đặc biệt, bệnh đạo ôn cổ bông bất ngờ đã tăng mạnh, trong đó toàn vùng có 11.167 ha lúa đang bị nhiễm bệnh, tăng 6.408 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 8%, nơi cao hơn 20% với diện tích là 3 ha. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long và Cà Mau. Một số bệnh khác cũng khá nguy hiểm là bệnh lem lép hạt. Toàn vùng ghi nhận có 15.419 ha lúa đang bị nhiễm bệnh, tăng 8.671 ha so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 tới 15%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh như Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Bệnh bạc lá. Diện tích nhiễm bệnh toàn vùng là 6.045 ha lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 tới 25%. Bệnh xuất hiện và gây hại ở các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Kiên Giang. Ốc bươu vàng. Diện tích nhiễm ốc bươu vàng là 5.616 ha, mật số phổ biến trên đồng từ 3 tới 5 con trên mét vuông. Các tỉnh có diện tích nhiễm ốc bươu vàng như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng. Đối với các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh thì sâu cuốn lá cũng bắt đầu gây hại. Theo đó, diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng có 2.063 ha, mật số phổ biến từ 10 tới 25 con trên mét vuông. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện phổ biến ở các tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Về dự báo trong tuần tới, từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 12, đơn vị cảnh báo rầy. Bởi dự báo rầy nâu ngoài đồng phổ biến tuổi 1, tuổi 2 xuất hiện với mật số từ 750 tới 1.500 con trên mét vuông trà lúa giai đoạn đồng trổ. Khuyến cáo bà con cần phải thăm đồng thường xuyên, vạch gốc lúa quan sát kỹ để phát hiện rầy cám nở. Khi thấy rầy tuổi 2, tuổi 3 xuất hiện với mật số cao trên 3 con trên một nhánh, thì bà con cần phải sử dụng một trong những thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục thuốc được sử dụng tại Việt Nam có hoạt chất chống lột xác để phun trừ. Đặc biệt, bà con cần phải lưu ý đến bệnh lem lép hạt, cần phải chủ động thực hiện phun ngừa bệnh lem lép hạt trên các chân ruộng gieo xạ dày, bón thừa phân đạm, trồng giống nhiễm 2 lần vào thời điểm lúa trổ lác đác và phun lại lần 2 khi lúa đã trổ đều. Để quản lý bệnh lem lép hạt, bà con sử dụng sản phẩm Teacher 400SC. Đây là sản phẩm với sự kết hợp hoàn hảo và tỷ lệ tối ưu với hai hoạt chất Bicosystrobin và Difenoconazole. Teacher 400SC là sản phẩm duy nhất có sự kết hợp độc đáo bởi hai hoạt chất tiên tiến. Sản phẩm đã chính thức được Cục Bảo vệ Thực vật đưa vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Teacher 400SC đã được Phú Nông nghiên cứu và sản xuất với công nghệ vượt trội của Đức. Hạt thuốc có kích thước cực nhỏ, độ bám dính cao và thẩm thấu nhanh, giúp cho việc phòng trừ nấm bệnh đạt hiệu quả cao. Ngoài hiệu lực kéo dài trong phòng trị bệnh, thì sản phẩm Teacher 400SC cũng ít bị rửa trôi khi gặp trời mưa. Sản phẩm Teacher 400SC giúp bộ lá đồng xanh, khỏe, hạt lúa luôn sáng chắc. Lưu lượng 500ml trên 1 hectare, 25ml trên bình 25 lít nước.
Đến đây, cảnh báo dịch hại cũng xin được kết thúc. Thông tin được thực hiện dưới sự phối hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và trang fanpage của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại. Phú Nông mang đến sự khác biệt.